Đúng là câu chuyện mà chỉ có Man United mới làm được. Mới chỉ cách đây vài ngày, đội bóng này còn được mô tả là nát như tường bẩn. Từ kết quả trên sân cho đến những nghi ngờ của phòng thay đồ. Thậm chí, tình hình căng thẳng đến mức Man United còn phải ra thông báo cấm cửa 4 tờ báo lớn để bớt bị soi mói mà đưa ra các thông tin tiêu cực. Ấy thế mà cái đội bóng bị mô tả là như dạp xiếc, bị chính huyền thoại Polsco gọi là bãi rác, lại vừa có màn càn quét 3 danh hiệu quan trọng trong tháng 11 của Premier League. Đó là cầu thủ xuất sắc nhất, huấn luyện viên hay nhất tháng và bàn thắng đẹp nhất tháng. Ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố chủ nhân của hạng mục đầu tiên. Và đó chẳng phải tiền đạo 70 triệu bảng Rashford Haylun, chẳng phải số 7 mới Mason Mount hay 100 củ Anthony, mà đó là trung vệ Harry Maguire, người đã sa sút đến mức chính huấn luyện viên Erik Ten Hag tước bỏ băng thủ quân và rất gần với viễn cảnh bị bán đi hồi mùa hè. Để trở thành chủ nhân này, Maguire đã phải đánh bại những Jeremy Doku, Man City, Anthony Gordon, Newcastle, Thomas Kaminski, Luton Town, Raheem Sterling, Chelsea và Marcus Tavernier, Bournemouth. Hồi đầu mùa giải năm nay, Harry Maguire đã không được huấn luyện viên Erik Ten Hag tin dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Lisandro Martinez và Jonny Evans chấn thương, Raphael Varane không phù hợp với chiến thuật, cặp đôi Maguire Lindelof bỗng trở thành tấm lá chắn vững vàng trước khung thành của Andre Onana. Trong đó, trung vệ người Anh thi đấu ấn tượng nhất. Sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và quyết đoán của Harry Maguire trong nhiều thời điểm là điểm tựa cho MU. Ngay cả khi không còn đeo băng thủ quân của câu lạc bộ, anh vẫn nhận được sự tín nhiệm cao từ Ten Hag và các đồng đội. Maguire áp đảo các thông số phòng ngự ở ngoại hạng Anh tháng 11. Anh dẫn đầu ở số phút thi đấu, trận giữ sạch lưới và chắn bóng. Số pha khung chiến thành công của trung vệ 30 tuổi đứng thứ 2 và số pha phá bóng đứng thứ 5. Maguire là hậu vệ thứ 15 trong lịch sử nhận giải thưởng này và là hậu vệ đầu tiên được vinh danh kể từ Jean Matip cho Liverpool vào tháng 2 năm 2022. Lịch sử Man United mới ghi nhận một hậu vệ khác từng giành giải là cựu đội trưởng Neville Zavedik tháng 1 năm 2009. Còn cầu thủ gần nhất của Man United đoạt giải là tiền vệ Marcus Rashford vào tháng 1 năm 2023. Maguire từng nhiều lần bị chỉ trích ở hai mùa giải trước và đầu mùa này khiến anh mất suất đá chính. Trung vệ tuyển Anh từng bị Man United đẩy sang West Ham hè 2023, nhưng anh từ chối vào phút chót vì muốn ở lại để chứng tỏ được thực lực và lấy lại niềm tin nơi Ten Hag. Trong vài tháng qua, Maguire thường chiến nổi bật trong các trận đấu của Man United, giúp đội thường lưới ít thứ 5 tại giải. Tính riêng tháng 11, Maguire không khác gì tấm lá chắn bất khả xâm phạm, giúp cho Man United giành 3 chiến thắng và sạch lưới 3 trận. Thậm chí, rất nhiều lần Maguire cứu nguy khi quỷ đỏ ngàn cân treo sợi tóc. Giải cầu thủ hay nhất tháng của ngoại Anh do một hội đồng chuyên gia và các đội trưởng và người hâm mộ bình chọn trực tuyến. Trong đó, số phiếu trực tuyến chỉ chiếm 10%. Tức là bạn có thể gạt đi những cái suy nghĩ Man United nhiều fan nên mới làm vua khi bầu chọn. Thực tế, giải thưởng được quyết định phần lớn bởi các chuyên gia tại Premier League. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Man United lẫn các đội khác mừng cho Maguire. Sự nỗ lực và quyết tâm trở lại của anh là một câu chuyện đi vào sách giáo dục công dân ở hạng mục nỗ lực vượt khó. Tài khoản WM1176 của người hâm mộ Chelsea bình luận trên Reddit: bản lĩnh của Maguire thực sự đáng nể. Tôi không nghĩ có cầu thủ người Anh nào từng bị ghét bỏ nhiều như vậy, đã tìm lại được phong độ ổn định như anh. Về phần Maguire, anh cũng chia sẻ thông điệp cảm xúc trên Instagram như sau: không thể làm được điều đó nếu không có các đồng đội của tôi, các nhân viên và người hâm mộ các bạn. Tình yêu và sự ủng hộ của các bạn không thể không được chú ý. Tôi đánh giá cao điều đó. Bên cạnh giải cầu thủ hay nhất, Man United còn thắng thêm một hạng mục cá nhân khác trong tháng 11. Tiền đạo Alejandro Garnacho nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng với siêu phẩm người móc bóng ngược mở tỷ số trận thắng Everton 3-0 ngày 26 tháng 11. Thực ra việc Garnacho thắng giải này không quá ngạc nhiên, bởi lẽ siêu phẩm này thậm chí đủ sức cạnh tranh Polsco, giải bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA cho năm 2023. Thế nên, anh thắng giải bàn thắng ấn tượng nhất tháng của Premier League được xem là tất yếu. Nhưng trường hợp của Erik Ten Hag thì đúng là khiến các cổ động viên Man United cũng choáng. Mới khó bị không ít những người hâm mộ quỷ đỏ lên tiếng đòi đuổi việc. Thế mà ông vượt qua các đồng nghiệp như là Robert Edwards, Luton, Eddie Howe, Newcastle và Andoni Iraola, Bournemouth để tôn vinh làm huấn luyện viên hay nhất tháng. Đây là lần thứ 3 Ten Hag đoạt giải này, sau các tháng 9 năm 2022 và tháng 2 năm 2023. Nhưng thực tế thì thành tích của Quỷ Đỏ trong tháng 11 là khá ấn tượng. Họ toàn thắng trong cả 3 trận gặp Everton, Fulham và Luton Town. Họ cũng là đội duy nhất không phải nhận bàn thua trong cả tháng đó. Thành tích đó giúp huấn luyện viên Erik Ten Hag giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 11 này. Mặc dù vậy, đó không phải là những trận thắng quá thuyết phục cho Quỷ Đỏ. Ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước Everton thì hai trận còn lại đều là những chiến thắng tối thiểu. Hơn nữa, phong độ tệ hại tại Champions League và tình trạng bất ổn bên ngoài sân cỏ đã khiến Quỷ Đỏ có cảm giác như đang khủng hoảng. Chính vì thế, người hâm mộ đã phải xác nhận rằng đó là thông báo chính thức vì không thể tin được lựa chọn của cầu thủ người Lan. Tuy vậy, khó có thể tìm ra ai xuất sắc hơn vị chiến lược gia người Lan trong tháng 11 vừa qua. Tất nhiên, có điên mới bảo Man United là một tập thể mạnh nên mới càn quét các danh hiệu. Trừ trường hợp của Maguire thì hai giải của Garnacho cũng như Ten Hag có dấu ấn không nhỏ của may mắn. Thế nên, hãy xem đây là động lực để Man United trở lại mạnh mẽ hơn, trình diễn lối đá dễ xem hơn trong thời gian tới. Huấn luyện viên Erik Ten Hag trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Bournemouth cũng đã chỉ đích danh Maguire là tấm gương cho toàn đội học hỏi, đặc biệt là Marcus Rashford. Maguire và McTominay đang ở đây, họ là những cầu thủ tuyệt vời, đã chơi theo phong cách của mình để lọt vào đội hình thi đấu thường xuyên hơn. Đây là điều mà bạn kỳ vọng ở mọi cầu thủ, họ phải cho thấy sự công hiến để được thi đấu. Rashford là cầu thủ đáng kinh ngạc, cô ấy không thể chơi mọi trận đấu, không đạt được phong độ như mùa trước, nhưng tôi chắc chắn rồi Rashford sẽ làm được. Như tôi đã nói với Harry Maguire và Scott McTominay, điều đó phụ thuộc vào chính họ. Tôi nghĩ chúng tôi đang có sự cạnh tranh nội bộ. Nếu muốn thành công ở trong một mùa giải, bạn phải cần nhiều hơn 11 cầu thủ. Trong đó, những người giỏi nhất sẽ tạo ra đội tốt nhất để thi đấu. Và để làm được điều đó, dường như Ten Hag đang thúc đẩy các cầu thủ rất mạnh mẽ. Tờ Daily Mail đưa tin một số cầu thủ Man United đã phàn nàn với huấn luyện viên Ten Hag về khối lượng trận đấu và cường độ tập luyện của họ trong thời gian gần đây, đặc biệt là những lời phàn nàn về số ngày nghỉ ngơi hạn chế. Theo quyết định ở Man United, huấn luyện viên Erik Ten Hag là người trực tiếp đưa ra lịch tập luyện hàng tuần cho các cầu thủ. Ngoài ra, ông cũng có quyền tùy thay đổi lịch tập luyện dựa trên kết quả đội bóng. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ trụ cột không hài lòng với điều này và muốn huấn luyện viên Ten Hag có thể đưa ra một kế hoạch xa hơn để họ tiện xin nghỉ phép hơn nếu cần. Dù vậy, thay vì cân nhắc những lo lắng của học trò, huấn luyện viên Ten Hag lại từ chối tất cả yêu cầu trên. Chiến lược gia người Lan đã mô tả là không khoan nhượng khi khẳng định rằng cần phải có những tiêu chuẩn cao nhất về sự công hiến và hy sinh để thi đấu cho một câu lạc bộ giàu truyền thống như Man United. Đồng thời, các cầu thủ cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội bóng. Ten Hag tin rằng giải Ngoại Anh đang ngày càng đòi hỏi về mặt thể chất nhiều hơn. Do đó, ông không đưa ra lời xin lỗi nào từ khi từ chối hàng loạt các yêu cầu của cầu thủ. Sau khi thông tin được lan truyền, tờ Daily Mail cũng liên hệ với Man United để xác thực. Tuy nhiên, đội bóng đã từ chối bình luận về vấn đề này. Huấn luyện viên Ten Hag nổi tiếng là người có thái độ cứng rắn với cầu thủ. Ông từng phạt bản thân và cả đội Man United chạy 13,8 km sau trận thua Brentford tại vòng 2 Premier League. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi lần này huấn luyện viên Erik Ten Hag tiếp tục bày tỏ thái độ nghiêm khắc với các cầu thủ.